Em xin tự giới thiệu, em tên là Nguyễn Bá Tú, năm nay 34 tuổi. Em tên là Nguyễn Thị Ánh Đào, năm nay em 25 tuổi, em đến từ Tây Ninh. Ai qua Tiền Giang xuống Pha Mỹ Thuận, ai đi Hậu Giang đến Bắc Cần Thơ, đi về Minh Hải hay đi về Hiền Kế. Em hơi rung, hơi rung. Hát lại đi Tú. Chết chèn. Để nó chơi luôn Tú. Em ơi, lòng anh thì gước chân thành, có gì đừng giận anh nhé, có gì đừng buồn anh nhé, tội thân anh lắm, 34 tuổi rồi vẫn chưa vợ em ơi. Nấu ăn không được ngon lắm. Nhưng mà có chịu nấu không? Em nấu được nhưng mà không ăn được. Ưu điểm của em là vui vẻ, hiền với hay cười. Sáng có cái thói quen là ngủ dậy cái là mở miệng cười. Cười, cười mình vậy đó hả? Mở mắt ra cái là cười. Khuyết điểm của em là nói nhiều, xạo. Em hào phóng mà. Đi với nữ thì em hào phóng, mà đi với bạn thì em phóng từng hào. Dạ, em tên Võ Nguyễn Châu, em năm nay 26 tuổi. Dạ, em xin tự giới thiệu, em tên Bùi Thiên Triều, năm nay em 26 tuổi. Chính em thì quen hai bạn. Lý do tại sao chia tay? Dạ, lý do của em thì nó nghiệt ngã. Bằng nữ đầu tiên đó là em chia tay vì thiếu kinh nghiệm hôn. Hả? Em có một mối tình học trò 6 năm à. Là lúc đó có hôn chưa? Dạ chưa à. Cũng chưa nắm tay luôn, chỉ là bạn bè thì giúp đỡ nhau trong co học tập. Dạ, tới lên khi mà lên đại học thì vô môi trường mới, bạn có quen bạn gái mới, chú em chia tay. Tại vì không có va chạm cơ thể đó, người ta mới quen bạn gái mới đó, chứ có đụng chạm chút ta đâu có bỏ. Theo em á, yêu nhau đến lúc nào thì chúng ta hôn nhau được? Dạ chắc lấy đó anh ơi. Trời đất ơi, phải kiểm tra sơ sơ người ta biết mình làm được người ta mới lấy. Có lấy về hôn không được thì chia tay nè kìa. Không, mình có website này nọ thì mình có thể học hỏi. Học nhiều.